Kính thưa quý vị, để phục vụ người dân và du khách đến với thành phố Hồ Chí Minh vào dịp Tết Dương lịch 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép được bắn pháo hoa tầm cao, tầm thấp tại hai điểm. Điểm bắn pháo hoa tầm cao được thực hiện tại đường hầm vượt sông Sài Gòn, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh và một điểm tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11. Thời gian dự kiến bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1 tháng 1 năm 2019. Kinh phí từ nguồn xã hội hóa. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh còn tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 như chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố, lễ hội đường sách Tết Kỷ Hợi năm 2019 tại khu vực đường Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Huệ, Ngô Đức Kế, quận 1, triển lãm mừng xuân Kỷ Hợi, mừng Đảng Quang Vinh, ngày hội bánh Tết, lễ dâng cúng bánh Tết Quốc Tổ Hùng Vương và đức lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Mặc dù còn gần 2 tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán 2019, nhưng tại chợ Hoa Quảng Bá Tây Hồ Hà Nội, hoa đào đã được bày bán thưa quý vị. Tại chợ Hoa Quảng Bá Hà Nội, rất nhiều hoa đào đã được bày bán dù còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán. Đào bích, đào phai đã bung nụ khoe sắc hồng tươi. Theo các chủ cửa hàng bán hoa tại đây, đào nở sớm chỉ là số ít đào cành được cắt sớm. Do thời tiết nắng ấm vừa qua đã khiến một số cành đào nở bung. Các cành này có giá khoảng 100.000 đồng một cành lớn, 50.000 đồng một cành nhỏ. Hiện các cây đào tại vườn đào Nhật Tân Hà Nội đã được tuốt lá và bắt đầu ra nụ. Các nông dân trồng đào tại đây mong muốn thời tiết thuận lợi, trời rét vừa, không có rét đậm, rét hại và không quá nắng để nụ đào phát triển tốt, kịp bung nở hoa đúng vào dịp Tết.